Đây là cái cây bơ mà mình đã ươm hạt được khoảng tầm 3 tuần. Thì nó đã nảy được lên như thế này rồi đấy, các bạn nhìn. Dễ nó đây. Đây tôi nhấc lên để cho các bạn nhìn rõ. Bạn nhìn này, dễ nó như thế này. Thực chất ra bơ này là một cái cây rất là dễ ươm thôi, nhưng mà nếu như ta ươm không đúng cách thì rất bị dễ dễ bị thối cái hạt, nên là nó sẽ không mọc được. Thường thì chúng ta hay ươm xuống đất đúng không ạ? Ươm xuống đất nó nếu như mà ta để nó rất dễ bị thối, nên là ta sẽ ươm bằng cái phương pháp này, nó sẽ cái tỷ lệ nảy mầm nó sẽ cao hơn. Đây là cây ươm 3 tuần, tôi sẽ lấy cho các bạn xem cái cây mà tôi đã ươm được khoảng tầm hơn 1 tuần. Đây là cái hạt mà tôi đã ươm được khoảng tầm hơn 1 tuần. Thì đây nó cũng ra rễ rồi đây. Nó đang mọc rễ đây. Tuy rằng là cái ngọn nó thì chưa mọc lên được, nhưng mà nó cũng đã ra rễ rồi. Thường thường thì chúng ta khi mà mua bơ về ăn thì chúng ta hay bỏ cái hạt đi đúng không ạ? Nhưng mà cách ươm này cũng rất là nhanh thôi và dễ. Bơ là một loại quả rất là giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Đây sau đây tôi sẽ bổ ra để các bạn nhìn và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để ươm hạt nhé. Đây sau khi bổ ra thì ta sẽ nhìn thấy như này. Thì chúng ta sẽ bỏ cái hạt ra. Đây. Hạt của nó như thế này. Chúng ta bóc phần vỏ hạt ra. Bóc cái phần vỏ ngoài của cái hạt ra. Đây hạt này nó sẽ có một cái lớp màng ở bên ngoài. Khi bóc cái lớp màng bên ngoài rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần nhân của hạt nó ở bên trong như thế này. Đây chúng ta bóc sạch hết ra. Bóc sạch hết cái phần phần vỏ bên ngoài của hạt. Đấy. Chúng ta nhìn thấy nhân đây. Nó vỏ rất dày các bạn nhé. Thì sau khi bóc xong thì ta sẽ được một cái hạt như thế này. Hạt này thì chúng ta rửa sạch đi bằng nước sạch. Sau khi đã rửa sạch rồi thì các bạn nhìn đây là cái hạt này nó đang có ba cái múi này. Đây, đây là một múi, hai múi, ba múi này, các bạn nhìn rõ này. Thì cái múi này khi nó ra rễ và khi nó mọc chồi thì nó sẽ vỡ cái múi ra. Đây các bạn nhìn này. Khi mọc chồi nó sẽ vỡ vỡ những cái múi ra, như cái hạt này là đang có hai múi nó sẽ vỡ ra. Thì các bạn chú ý là cắm tăm làm sao không cắm vào giữa cái hướng tách của cái múi đấy, để khi mà nó mọc mầm lên thì nó sẽ không bị rơi cái hạt xuống, nó rơi mất cái tăm, nó rơi cái hạt xuống nó sẽ gây chết cây nhá. Đây các bạn chú ý này, như đây nó có ba múi này. Thì những cái chỗ này mình sẽ không cắm tăm này, chỗ này là cái chỗ mà nó sẽ nứt ra đấy, nó có ba múi này nó sẽ nứt ra ở cái đường này đây. Và cái đường này thì các bạn sẽ cắm tăm vào giữa của ba cái múi này, làm sao để mình đặt lên cái cốc, miệng cốc như thế này cho nó sẽ giữ được tốt nhất nhá. Đây là cái hạt mà sau khi mà tôi đã cắm ba que tăm vào. Đây các bạn chú ý là không nên cắm vào cái vị trí của cái vết nứt, mà ta nên cắm vào giữa của cái múi hạt ấy. Đây như thế này. Sau đó ta bỏ vào một cái cốc có nước. Ta bỏ vào một cái cốc có nước mà chúng ta đã chuẩn bị trước. Đây ví dụ như thế này. Cái cốc này. Ta bỏ cái hạt này lên phía trên. Sao cho cái hạt 1 phần 2 của hạt ngập trong nước. Nghĩa là ta sẽ ngâm một nửa cái hạt này vào trong nước. Và cứ trong vòng nó khoảng 3 đến 5 ngày thì ta thay nước một lần để cho nước nó sạch. Thì trong vòng khoảng tầm 3 tuần thì hạt nó sẽ nảy mầm ra rễ, và nảy mầm khoảng 2 tuần thì ra rễ, và khoảng tầm 3 tuần thì nó sẽ được như thế này. Đây các bạn nhìn. Và sau khi thì cây này nó lên được tầm độ khoảng 4 5 lá thì ta có thể ta sẽ bỏ ra ngoài để ta dâm, bỏ ra một cái chậu để ta dâm, hoặc ta có thể trồng trực tiếp xuống đất cũng được. Làm sao để cho nó không gãy cái phần rễ non này. Khoảng khi mà nó đã lên được tầm độ khoảng 4 đến 5 lá thì cái rễ này của nó cũng sẽ cứng lại. Các bạn cứ yên tâm để trong nước không sao, bởi vì là cái dinh dưỡng ở trong cái nhân hạt này nó còn rất nhiều.
Và cái cây này nó không cần phải hút dinh dưỡng ở ngoài, nó chỉ cần hút nước để sinh trưởng thôi. Còn dinh dưỡng của nó vẫn cung cấp ở cái phần nhân của hạt này cho cây. Cho nên các bạn yên tâm nhé. Thì trừ trường hợp khi mà cái nhân này các bạn thấy nó bị đen, nó bị hỏng thì lúc đó là các bạn sẽ phải bỏ ra. Nhưng mà cứ tốt nhất là tầm khoảng 4 đến 5 lá là các bạn bỏ ra ngoài dâm, bỏ ra đất hoặc là giá thể để dâm là vừa. Vừa rồi là tôi vừa hướng dẫn các bạn cách để dâm hạt làm sao để cho nó đạt hiệu quả cao nhất, dễ nảy mầm, không bị hỏng. Các bạn hãy đăng ký kênh của tôi để theo dõi những cái video tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn cụ thể khi mà cái hạt này nó to lên thì tôi sẽ dâm như thế nào. Và đến thời điểm nào thì ta có thể bỏ ra ngoài để ta trồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video khác nhé các bạn nhé.